Hôm nay đã là thứ sáu và không phải ngày 13. Tính sáng 30 giây hôm nay có gì đáng chú ý? Myanmar trả 3 triệu đô la cho công ty vận động hành lang để tái kết nối với Mỹ. Trong khi đó, với những diễn biến phức tạp ở chính trường Myanmar và sau lưng đó, quân đội đã có những hành động tấn công người biểu tình. Cường quốc thế giới là Mỹ đã bắt đầu lên tiếng và hành động, mà cụ thể là cấm vận lên con cái và các công ty của Myanmar. Một đất nước quá rối ren về chính trị, bất ổn về an ninh, một bóng đen phủ khắp đất nước Myanmar. Nhiều người dân đã bắt đầu rời bỏ đất nước của mình. Mùa du lịch hè cũng đã cận kề, vì thế nhiều nước đang chạy đua thực hóa hộ chiếu vaccine để giúp hồi sinh ngành kinh tế này. Nỗ lực không ngừng để cố gắng gỡ bỏ thẻ vàng mà EC đã cảnh báo đối với nghề cá của Việt Nam. Nhưng đi lại với những nỗ lực đó là những hành động cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình khi khai thác của nhiều tàu cá ở một số địa phương. Cùng Tin sáng 30 giây đến với câu chuyện lạ nhất từ trước đến nay tại Sài Gòn: heo rừng thay chó giữ nhà. Chỉ cần bán 2-3 con trâu đã có nguồn thu hơn 100 triệu đồng. Con trâu là đầu cơ nghiệp, ông cha ta nói quả thật không sai. Nuôi trâu làm kinh tế truyền từ đời này qua đời khác là câu chuyện lan tỏa 30 giây hôm nay. Giữ tín hiệu và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, quý vị nhé. Chùa Hương là một danh thắng nổi tiếng không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn là một nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng đạo Phật của người dân Việt Nam. Hàng năm cứ vào tháng Giêng, hoa mơ nở trắng núi rừng Hương Sơn. Hàng triệu Phật tử cùng tăng nhân mặc khách khắp bốn phương lại nô nức trải hội chùa Hương. Hành trình về một miền đất Phật, chùa Hương cách trung tâm thủ đô Hà Nội 62 km về phía Tây Nam, thuộc địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Hội chùa Hương xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội diễn ra chính thức từ mùng 6 tháng Giêng đến hạ tuần tháng 3 âm lịch. Năm nay các lễ hội liên quan đến danh thắng này đều phải hủy vì sự an toàn trong đại dịch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh ở khu vực phía Bắc cũng đã kiểm soát tốt, nên vào cuối tuần này, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã cho phép chùa Hương bắt đầu đón khách thập phương về đã vãn cảnh chiêm bái. Trước khi vào chùa, du khách phải nghỉ lại ở các làng quanh bến Đục, bến Yến rồi đi đò vào các điểm thờ tự. Hàng trăm chiếc thuyền nối đuôi nhau đưa du khách ngược dòng suối Yên vào khu vực lễ hội chùa Hương. Du khách thong thả ngồi thuyền vãn cảnh lạc vào non tiên cõi Phật. Những làn điệu hát chèo đò được vang lên ở khắp nơi, sân chùa, sân nhà tổ. Không chỉ nhiều Phật tử mà rất nhiều du khách quốc tế bày tỏ thích thú với hoạt động này. Không giống với bất kỳ nơi nào, chùa Hương là một tập hợp nhiều đền chùa hang động gắn liền với núi rừng và trở thành một quần thể thắng cảnh rộng lớn với một kiến trúc hài hòa giữa thiên nhiên và nhân tạo. Đó là vẻ đẹp lung linh của sông nước, bao la của đất trời, sâu lắng của núi rừng, huyền bí của hang động. Và dường như đất trời, sông núi đẹp hơn nhờ tài sáng tạo hình tượng, trí tưởng tượng và lòng nhân ái của con người. Lễ hội chùa Hương không còn xa lạ với người dân ở mọi miền tổ quốc, nhất là với các Phật tử. Trải qua bao nhiêu thăng trầm thời gian, lễ hội chùa Hương đã trở thành một dịp quen thuộc, một điểm đến không thể bỏ qua cho du khách bốn phương. Chào ngày mới quý vị và các bạn. Đúng thật, như ngay ban đầu chúng tôi cũng đã có nói, hôm nay là thứ sáu nhưng mà không phải ngày 13, là những ngày cuối tuần. Cũng vì vậy mà chúc quý vị có được những ngày cuối tuần thật sự hứng khởi và bình an bên gia đình và người thân của mình, và đừng quên chuyển nhịp để theo dõi Tin sáng 30 giây cùng với Việt Linh và Việt Phong quý vị nhé. Và quý vị vừa lạc vào cõi non tiên đất Phật của xứ chùa Hương trong những thước phim của buổi đầu ngày hôm nay với góc nhìn từ trên cao. Và từ Tết tới giờ thì những hoạt động liên quan tới chùa Hương thì đã không được tổ chức vì dịch bệnh Covid-19, cho nên là không khí tại chùa Hương năm nay, không khí mùa xuân thì không được nhộn nhịp như mọi năm. Tất nhiên rồi ạ, đổi lại cái sự không nhộn nhịp đó là sự an toàn chung cho tất cả mọi người trong cái tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên, nếu như mà ai vẫn có ý định xuôi dòng suối Yến để đến với vùng đất Phật, đến với những cái thắng cảnh rất đẹp và an yên này, thì chúng ta có thể chuẩn bị, bởi vì cuối tuần này mà chính xác là ngày 13 tháng 3 thứ Bảy thì chúng ta sẽ được đến cái khu vực của chùa Hương, là nơi này đã được mở cửa và đón du khách trở lại. Và tôi có cảm giác như là suối Yến, chùa Hương với những cái thắng cảnh như vậy là mùa xuân lúc nào cũng ở nơi đây chị ạ. Và những thông tin này thì sẽ có trong phần sau của Tin sáng 30 giây ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị hãy cùng với chúng tôi bắt đầu Tin sáng ngày hôm nay với 30 giây quốc tế, với những diễn biến từ Myanmar và dịch Covid-19, trước khi đến với những nội dung trong nước.
Mở đầu 30 giây quốc tế ngày hôm nay sẽ là về hành động mới của chính quyền quân sự Myanmar nhằm tháo dỡ những lệnh cấm vận của Mỹ. Quân đội Myanmar đã trả số tiền hơn 3 triệu đô la Mỹ cho một công ty Canada để tiếp cận với phía Mỹ. Cụ thể, công ty Deakin & Masson sẽ tiếp cận với chính quyền Mỹ, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Nga và Liên Hợp Quốc để giải thích về tình hình Myanmar nhằm tránh gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế. Nội dung chính sẽ là chính quyền quân sự không muốn nắm quyền lâu dài. Đây chỉ là giai đoạn chuyển tiếp tiến tới cuộc bầu cử công bằng và tự do. Bên cạnh đó, Myanmar cũng không muốn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, muốn cân bằng quan hệ với tất cả các bên để phát triển kinh tế. Deakin & Masson là công ty vận động hành lang nổi tiếng thế giới, từng làm đại diện cho chính quyền Zimbabwe và Sudan. Và trước những cố gắng để dỡ bỏ cấm vận từ phía Myanmar, thì ngược lại Mỹ lại có những động thái cứng rắn hơn với Myanmar bằng các lệnh trừng phạt mới nhắm thẳng tới gia đình của tướng Min Aung Hlaing, tổng tư lệnh quân đội Myanmar. Cụ thể, hai người con của ông Min là anh Aung Pia và chị Khin Thiri cùng 6 công ty sẽ bị đóng băng toàn bộ tài sản ở Mỹ, cũng như không được phép giao dịch làm ăn với các cá nhân và thực thể kinh doanh của Mỹ. Trong danh sách đen có công ty A&M Maha hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm của Myanmar do người con trai Aung Pia của tướng Min trực tiếp điều hành. Phát biểu sau khi lệnh chế tài được công bố, Ngoại trưởng Antony Blinken nói, chúng tôi sẽ không do dự tiến hành thêm các biện pháp cần thiết hướng tới những người đã sử dụng bạo lực với dân chúng và chống lại niềm khao khát tự do của người dân. Việc hướng thẳng vào túi tiền của gia đình tướng Min được các bên liên quan xem là những biện pháp mạnh tay từ phía Mỹ nhằm chống lại cuộc đảo chính của quân đội Myanmar tiến hành vào tháng 2 vừa rồi. Có vẻ như vẫn có một vài quốc gia đứng về phía Myanmar khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng ý chính thức đưa ra tuyên bố lên án bạo lực đối với người biểu tình Myanmar và kêu gọi kiềm chế quân sự. Tuy nhiên, một số nước như Trung Quốc, Nga và Ấn Độ phản đối dùng từ đảo chính dành cho quân đội Myanmar trong trường hợp này. Và tuyên bố chung viết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ hành động bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa, bao gồm phụ nữ, thanh niên và trẻ em, và quan ngại sâu sắc trước những hạn chế đối với nhân viên y tế, thành viên công đoàn, nhà báo và nhân viên truyền thông. Liên Hợp Quốc yêu cầu thả ngay lập tức tất cả những người bị giam giữ một cách tùy tiện. Các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hoàn toàn ủng hộ tiếp tục quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các thể chế và quy trình dân chủ, kiềm chế bạo lực, tôn trọng đầy đủ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản và tôn trọng pháp quyền. Hội đồng hiện đang xem xét các biện pháp trừng phạt, bao gồm cấm vận vũ khí và trừng phạt kinh tế đối với quân đội Myanmar, nhưng vẫn đang phải trải qua thách thức phản đối từ phía Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Trước tình hình bất ổn kéo dài tại Myanmar, thì các quan chức an ninh Thái Lan cũng đang lên công tác chuẩn bị các biện pháp để hỗ trợ người Thái sống ở Myanmar sẽ quay về nước, cũng như tiếp nhận làn sóng nhập cư người Myanmar để nếu tình hình quốc gia láng giềng xấu đi. Thái Lan và Myanmar có đường biên giới trên bộ và 14 ngôi làng song song ở khu vực này. Và đến nay đã có hàng ngàn công dân Myanmar vượt biên giới qua Thái Lan để tìm kiếm sự hòa bình. Các quan chức Thái Lan đã bị thị sát khu vực biên giới ở tỉnh Ratchaburi, lên kế hoạch chuẩn bị hai nơi trú ẩn, một khu vực dành cho tín ngưỡng, một trường học, một sân bóng đá và một trạm kiểm tra sức khỏe. Thái Lan cho biết họ sẽ tập trung vào việc thực hiện một quy trình kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt người tị nạn để ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh. Chúng ta đến với những thông tin liên quan đến vaccine. Cuộc chạy đua để tung ra hộ chiếu vaccine hiện đang nóng lên tại các quốc gia như là Singapore, New Zealand và các nước Liên minh châu Âu. Khối 27 nước EU đang muốn hiện thực hóa hộ chiếu vaccine và muốn áp dụng ngay trong mùa hè này nhằm giúp cho ngành du lịch hồi sinh. Theo đó, chứng nhận tiêm chủng vaccine và xét nghiệm COVID-19 âm tính sẽ được lưu trữ trên điện thoại thông minh và sẽ du khách chỉ việc nhập vào hệ thống và có thể đi lại tự do hơn giữa các nước. Ủy ban EU cũng bày tỏ mong muốn mở rộng chiến lược hộ chiếu vaccine trên phạm vi toàn cầu với sự hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới và kêu gọi WHO xây dựng một tiêu chuẩn quốc tế cho các chứng chỉ vaccine. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ẩn số liên quan đến việc này. Nhiều chuyên gia lo ngại đến tính hiệu quả của vaccine và liệu người đã được tiêm chủng có còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nữa hay không. Kể đến, các chính phủ lo ngại hộ chiếu vaccine sẽ tạo ra làn sóng yêu cầu tiêm chủng dẫn đến việc không có đủ nguồn vaccine cho những người cần cho mục đích sức khỏe hơn là mục đích đi du lịch. Hộ chiếu vaccine sẽ tạo cơ hội cho những người sở hữu có thể đi lại tự do hơn giữa các nước trong EU. Nhưng mà khi về Việt Nam thì liệu là có phải cách ly hay là không? Theo một chuyên gia của Bộ Y tế thì chắc chắn hướng tới sẽ giảm thời gian cách ly đối với những người đã tiêm đủ các cái liều của vaccine COVID-19. Tuy nhiên, nhưng bãi bỏ hẳn cách ly thì phải chờ số người được tiêm lớn hơn.
Theo Bộ Y tế, thì người tiêm ngừa vaccine tại Việt Nam sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tiêm chủng, đồng thời cập nhật thông tin trên hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử để công dân có thể mang hộ chiếu vaccine đi các nước. Tuy nhiên, theo thực tế, thì đại đa số người đã tiêm vaccine là có miễn dịch, nhưng hiện nay, dù tiêm hay chưa tiêm, đến Việt Nam vẫn phải cách ly đầy đủ như bình thường. Điều này cũng đang cản trở mong muốn mở lại du lịch quốc tế, bay thương mại nếu số lượng người được tiêm lớn hơn. Một chuyên gia của Bộ Y tế giải thích lý do hiện chưa có chính sách riêng với những người đã tiêm đủ vaccine. Theo vị này, chắc chắn hướng tới sẽ giảm thời gian cách ly với những người này, nhưng bãi bỏ hẳn cách ly thì phải chờ số người được tiêm lớn hơn. Chuyên gia này cũng cho biết Tổ chức Y tế Thế giới đang xây dựng khuyến cáo và các nước sẽ thực hiện theo điều kiện điều lệ y tế quốc tế khi số lượng người được tiêm nhiều hơn và có khuyến cáo chung Việt Nam sẽ thực hiện theo khuyến cáo này. Thưa quý vị, tính đến ngày 11 tháng 3, chỉ trong 24 giờ trên toàn lục địa châu Âu đã ghi nhận thêm 176.000 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó có nhiều nước số bệnh nhân tăng lên rất cao như là ở Pháp là 30.000 người, Ý hơn 22.000 người, Ba Lan hơn 17.000 người hay Cộng hòa Séc hơn 15.000 người. Điều này cho thấy tình hình khống chế và các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh của châu Âu đến nay vẫn chưa thực sự hiệu quả. Cũng trong 24 giờ qua, tại các khu vực khác có tỷ lệ nhiễm thấp hơn châu Âu rất nhiều, như Mỹ có thêm hơn 60.000 người, châu Á có thêm hơn 89.000 người, châu Phi có thêm hơn 10.000 người và châu Đại Dương có thêm 150 người. Châu Âu hiện nay đang đẩy nhanh quá trình tiêm chủng vaccine, xem như là cứu cánh duy nhất trong đối phó với dịch bệnh. Đã có 3 loại vaccine được Cơ quan Quản lý Dược phẩm của EU cấp phép là Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Johnson & Johnson hiện đang được xem xét và có lẽ sẽ sớm được cấp phép trong những ngày sắp tới. Thưa quý vị, tổ chức phi lợi nhuận Canine Assistance ở bang Georgia hiện đang tiến hành huấn luyện một số chú chó để tập khả năng phát hiện bệnh nhân COVID-19 ở các khu dân cư hoặc là trong trại dưỡng lão. Và các chú chó sẽ dựa vào những biểu hiện của con người như là ho, thân nhiệt cao, hơi thở có mùi khác lạ để phát hiện triệu chứng bệnh. Và theo các nhà khoa học thì mũi của chó có độ nhạy cực cao, có thể phân biệt được ít nhất 500 mùi khác nhau, thậm chí là có một số thí nghiệm nhỏ một giọt chất tạo mùi ở nồng độ trung bình xuống một hồ bơi rộng lớn, mũi của chó cũng có khả năng phát hiện sự thay đổi. Chính vì giác quan đặc biệt nhạy bén này nên mũi chó được sử dụng trong rất nhiều tình huống thực tế như huấn luyện để dò tìm các chất gây nghiện, dò tìm bom mìn, thuốc nổ và bây giờ là dò tìm COVID-19. Thưa quý vị, đối với ngư dân ở khu vực miền Nam Trung Bộ, việc mưu sinh bằng nghề cá chưa bao giờ là dễ. Khi mà mỗi lúc việc khai thác cá trở nên khó khăn hơn, ngư dân phải đánh bắt xa bờ hơn, cũng có nghĩa là thời gian họ vào bờ với gia đình, với người thân cũng lâu hơn. Cũng chính vì vậy mà các tàu cá đã được trang bị một thiết bị giám sát hành trình để những khi có sự cố xảy ra trên biển thì sẽ có lực lượng chức năng ứng phó kịp thời. Và việc gắn thiết bị giám sát hành trình cũng là biện pháp ngăn ngừa ngư dân khai thác trái phép. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, kỹ thuật hay là ngư dân cố tình tắt thiết bị thì đã kéo theo hàng loạt hệ lụy. Thiết bị giám sát hành trình gắn trên tàu cá, đây chính là công cụ để cơ quan chức năng kiểm soát được hoạt động của tàu cá. Và đây cũng là cách để ngăn chặn ngay từ đầu những trường hợp tàu cá vượt ranh giới cho phép khi đánh bắt trên biển. Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên, cùng với kết nối thông tin đến ngư dân qua thiết bị giám sát hành trình và việc thành lập các tổ đội khai thác xa bờ đã giúp hiệu quả nghề cá tỉnh được nâng cao. Cái giám sát hành trình cũng là tạo điều kiện để ngư dân yên tâm bám biển, cũng góp phần cho cái nâng cao cái hiệu quả khai thác ở cái vùng biển xa bờ. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2020, các tàu cá sau khi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình lại phát sinh một thực tế. Nhiều tàu cá mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình khi đang khai thác trên biển. Tại Phú Yên, ngành chức năng phát hiện xử phạt 3 trường hợp đối với hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị. Ngoài ra, chỉ một trường hợp tàu cá tắt thiết bị hành trình do sự cố tàu cá trên biển, nhưng kịp thời được hỗ trợ quay vào bờ khắc phục. Hầu mấy hầu nó trục trặc á thì nó banh hầu nó trâu que nó xâm phạm, còn gặp mấy ổng hồ này kia rồi nó cũng thông cảm, mà nó không cảm ông dắt giờ cũng đâu có dám, tài sản của mình mà phải giữ chứ đâu có dám xâm phạm. Theo thống kê, năm 2020, cả nước có đến hơn 1.300 tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình trên 10 ngày. Một khi tàu cá hoạt động trên biển mà mất tín hiệu giám sát hành trình thì đó là điều rất đáng lo ngại. Bởi trong trường hợp xảy ra sự cố trên biển, việc ứng cứu khó mà kịp thời. Hơn nữa, nếu thiết bị giám sát hành trình bị ngắt kết nối thì kéo theo những khó khăn cho việc kiểm soát tàu cá để ngăn ngừa khai thác bất hợp pháp. Biết là vậy, nhưng cái khó ở đây là làm sao xác định được đúng nguyên nhân mất tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình. Đó là do trục trặc kỹ thuật hay do ngư dân cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình.
các chi cục thủy sản phải liên tục kiểm tra giám sát trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá và phải thông báo cho ngư dân cũng như chủ tàu biết về cái tình trạng đó và khắc phục, là phải yêu cầu bật 24/24. Trường hợp mà ngư dân mà tắt máy trong vòng 10 giờ phải, nếu mà không khắc phục được phải quay vào bờ để mà có những biện pháp sửa chữa cũng như khắc phục cái tình trạng tắt hệ thống thiết bị giám sát hành trình. Ủy ban châu Âu EC đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong ngăn chặn khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, như là việc xây dựng khung pháp lý khá hoàn chỉnh. Nhưng EC cũng đặc biệt lưu ý đến tính hiệu lực thi hành của quy định pháp luật. Vì vậy, sắp tới, những lỗi vi phạm tắt thiết bị giám sát hành trình sẽ được cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo đúng quy định. Và cũng cần nói thêm là nhờ thiết bị giám sát hành trình mà năm 2020, cơ quan chức năng đã phát hiện ra gần 300 tàu cá vượt ranh giới cho phép ở phía Biển Đông, kịp thời kêu gọi quay vào vùng biển cho phép để ngư dân được an toàn hơn trong cái hành trình đánh bắt xa bờ của mình. Như vậy thì việc gắn thiết bị giám sát hành trình trước hết là để giúp ngư dân tránh những sự việc đáng tiếc và thêm đó là để tránh vi phạm trong vùng biển nước ngoài. Chúng ta đến với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thông tin nhà ga T3 rục rịch khởi công nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Bởi là sân bay nhộn nhịp nhất cả nước, nhưng Tân Sơn Nhất đã nhiều năm nay xảy ra tình trạng quá tải cả trên trời và dưới đất, kìm hãm sự phát triển kinh tế của thành phố. Và sau khi được xây dựng và hoàn thành, nhà ga T3 sẽ nâng tổng công suất khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh lên 55 triệu lượt khách một năm, xóa cảnh quá tải cả trên trời và dưới đất. Tổng công ty hàng không Việt Nam AVCV cho biết, Bộ Quốc phòng vừa có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị cho phép bộ này được thực hiện trước việc bàn giao mặt bằng khu đất 16,5 hectare do quân chủng phòng không không quân đang quản lý thuộc phường 4 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh với hình thức chuyển giao cho địa phương quản lý để xây dựng nhà ga T3. Hiện văn phòng chính phủ đã nhận được văn bản của Bộ Quốc phòng đang xin ý kiến của các bộ ngành liên quan để trình Thủ tướng phê duyệt. Ngay sau khi nhận được quyết định chủ trương đầu tư xây dựng nhà ga T3 từ tháng 5 năm 2020 thì ACV đã triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Hiện các thủ tục đấu thầu thiết kế kỹ thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Thủ tướng cho phép Bộ Quốc phòng giao đất là dự án có thể khởi công ngay vào tháng 10 năm nay, hoàn tất vào 24 tháng. Thưa quý vị, liên quan đến tiến độ của tuyến Metro số 1 thì từ giữa năm 2014, để phục vụ thi công ga nhà hát thành phố, một phần lớn mặt đường Lê Lợi đoạn từ đường Đồng Khởi đến Pasteur đã được chiếm dụng để bàn giao cho nhà thầu rào chắn thi công. Và hiện nay thì công tác thi công tái lập như là phá dỡ sàn tạm, cắt tường vây, đắp các cống thoát nước đang được khẩn trương thi công nhằm hoàn thành công trình ở đường Lê Lợi này trước ngày 30 tháng 4 sắp tới. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công, đặt mục tiêu đến tháng 5 năm 2021 sẽ hoàn thành cơ bản B1 từ ga nhà hát thành phố đến ga Ba Son và cũng cho biết việc sớm hoàn trả mặt bằng sẽ giúp cải thiện tình trạng giao thông, trả lại không gian khu vực trung tâm sầm uất với các hoạt động kinh doanh, buôn bán và dịch vụ. Thưa quý vì sau một thời gian dài đóng cửa vì dịch, khu di tích danh sản Hương Sơn, Chùa Hương sẽ được phép mở cửa trở lại vào ngày 13 tháng 3, tức là vào thứ Bảy này, nhằm ngày 1 tháng 2 âm lịch. Để đảm bảo an toàn cho phòng dịch, thì Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, ban tổ chức lễ hội Chùa Hương sẽ áp dụng các phương án đã xây dựng trước đó, gồm tổ chức các chốt tại các tuyến ra vào để kiểm soát việc thực hiện phòng chống dịch, tuyên truyền về phòng chống dịch, giám sát việc đeo khẩu trang, tổ chức khai báo y tế trực tiếp hoặc bằng mã QR code. Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cũng đề nghị tất cả các khách tham quan khi đến Chùa Hương cần phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K và không tập trung đông người trong khi tham quan di tích. Thưa quý vị, nuôi thú cưng trong nhà thì vốn đã trở thành niềm vui của nhiều gia đình, nhưng mà hiếm ai lại nuôi cả heo rừng làm thú cưng như là một gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Và mới đây, câu chuyện về chú heo rừng nặng 200kg có tên gọi là Bé Ủng được nhiều trang báo nước ngoài nhắc tới. Trọng lượng ban đầu chỉ là 4kg, nhưng sau 2 năm thì con số ấy đã gấp 50 lần. Đó là chú heo được một gia đình ở huyện Bình Chánh nhận nuôi và xem như một thành viên quan trọng không thể thiếu. Mỗi ngày thì chú heo rừng này ngốn khoảng 6 chiếc bánh mì thịt trộn cùng với sữa đặc pha loãng trong 3 bữa chính. Chú heo này còn được chăm sóc cẩn thận, tắm gội thường xuyên bằng sữa tắm riêng. Đây là một chú heo hiền lành và thông minh là nhận xét của nhiều người sau khi tò mò đến xem. Trước những hình ảnh đáng yêu đó thì chú heo này đã nổi tiếng khắp cộng đồng mạng và được nhiều trang báo nước ngoài nhắc tới. Thưa quý vị,
con trâu là đầu cơ nghiệp, và câu nói này của ông bà ta khẳng định một điều, con trâu chính là tài sản quý giá với những người mà làm nông nghiệp từ xưa đến giờ và tiếp nối nuôi trâu từ đời ông nội, đời cha. Và ngày nay thì anh Nguyễn Văn Tây, hiện là phó bí thư xã đoàn An Xuyên, thành phố Cà Mau, có nguồn thu nhập ổn định. Và mời quý vị theo dõi thông tin này cùng với câu chuyện về mô hình nuôi trâu của người thanh niên qua câu chuyện lan tỏa của Tin Sáng 30 giây hôm nay. Cũng thả, con thả cho ăn rồi cái nếu rảnh thì con về nè cho chuồng cho vô uống nước rồi chôn đó cột, còn nếu con không rảnh thì bữa nào đi ra lên trên đó con kêu con ghim cho dây chú. Mình nghe nuôi trâu này ảnh kế nghiệp mình thấy sao chú? Ảnh nuôi được không? Nuôi giỏi luôn à, thằng này nó mê trâu lắm đây nè. Dạ. Nghe nuôi trâu của gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh được con ông, anh Nguyễn Văn Tây kế nghiệp. Trước đây trâu nuôi để tận dụng sức kéo làm ruộng. Sau này nghề làm lúa tại địa phương được cơ giới hóa nhưng anh Tây vẫn duy trì đàn trâu. Cái mùa này thì cỏ thì nhóc, ngoài đồng mình thả nó ra thì nó ăn rất là mập. 6 tháng thì mình nhốt chuồng, thì trong khi mình nhốt thì mình có trồng thêm cỏ đó, cỏ dôi rồi cỏ xả, các loại cỏ mà nó mang lại cái chất dinh dưỡng cao cho đàn gia súc mình đó. Có đất trồng lúa hai vụ, lại kế thừa kinh nghiệm nuôi trâu nên mỗi năm anh Tây chỉ cần bán 2-3 con đã có nguồn thu hơn 100 triệu đồng. Thương lái từ Kiên Giang đến tận nơi mua. Nuôi trâu này cũng có về vấn đề, thí dụ thắng nước cũng có khó khăn, bây giờ cũng không thấy nó cũng dễ, vì mình có đất ra xuống kinh thì nó ăn, dân nói chung cũng không có nói gì mình hết. Ví dụ hồi xưa con còn cài kéo, bây giờ con nuôi trâu chỉ ăn cỏ thả ra. Cập nhật các trang mà ở các tỉnh trên mà thấy các bạn làm đó, nuôi trâu nhốt chuồng theo hướng nhốt chuồng rồi mình trồng cỏ đó, rồi giờ đâu cũng như thời gian, cái đó là thời gian mình tiết kiệm rất là nhiều. Mà một năm thì mình hiện tại là gia đình mình nuôi khoảng tầm khoảng từ 10 đến 12 con trâu bò, một năm mình xuất chuồng khoảng 2 đến 3 con, thì một con mình bán khoảng 30 đến 40 triệu một con. Ngoài đàn trâu, anh Tây còn nuôi thêm bò, gà, vịt, ngỗng, cá. Nguồn thu của gia đình thêm ổn định hơn nhờ những mô hình chăn nuôi đa con hiệu quả. Thì đây cũng là một cái bước thuận lợi để cho chỗ đồng chí Tây tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Nghề cha truyền con nối đến đời anh Tây, con trâu tiếp tục gắn với ruộng vườn bằng cách nuôi mới, thuận lợi hơn mà nguồn thu ổn định hơn. Năm 2020, anh Nguyễn Văn Tây được tuyên dương điển hình trong phong trào khởi nghiệp của tỉnh. Như thường lệ, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng lưu ý trước khi ra đường với phần cảm nhận thời tiết trực tiếp của phóng viên Lê Nhi. Xin chào quý vị khán giả của Tin Sáng 30 giây. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong khoảng thời gian tới, thời tiết của Bắc Bộ có xu hướng ấm áp hơn. Riêng khu vực Tây Bắc, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh. Và trong ngày hôm nay sẽ có mưa ở một vài nơi, sáng sớm sẽ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ở trưa chiều trời nắng, đêm và sáng thì trời sẽ hơi lạnh một chút xíu. Chỉ số tia UV cực đại tiềm năng ở các tỉnh thành phố phía Bắc phổ biến ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao. Bên cạnh đó, chỉ số UV cực đại tại các tỉnh thành phố miền Trung và miền Nam được dự báo duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Trong đó thì miền đông của Nam Bộ vẫn nắng nóng tiếp diễn đến ngày 14 tháng 3. Riêng các vùng sản xuất của đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng của xâm nhập mặn từ nay cho đến ngày 16 tháng 3, các địa phương nên tiếp tục hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại. Bên cạnh đó, đối với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao thì bà con nông dân chúng ta trước khi tưới nước cần phải đo cái nồng độ mặn. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là 25 độ C và hôm nay thành phố sẽ không có mưa. Đây là một cái điều kiện lý tưởng để quý khán giả chúng ta có thể chuẩn bị một cái cuộc picnic nhỏ cùng với gia đình. Anh Khoan ơi, cuối tuần này anh có dự định là đưa bé Sóc đi thả diều ở một số nơi ở thành phố không ạ? Có, tôi sẽ đưa bé con tôi đi thả diều ạ. Nếu như quý khán giả cũng giống như cameraman của FBNC
thì hãy chuẩn bị trang bị cho trẻ nhỏ kem chống nắng nè, áo khoác nè, mũ nón, vì tuy là nắng chiều nhưng mà lượng tia UV gây hại cũng ảnh hưởng không nhỏ đến làn da non nớt của trẻ. Bên cạnh đó, trước khi lên đường đi thả diều, quý khán giả cần dặn dò trẻ cũng như là để mắt đến trẻ, tránh để trẻ đi thả diều vào cái đường dây điện, công trình hay là đến gần các thiết bị điện. Một điều mà Lê Nhi muốn lưu ý đến quý khán giả là chúng ta khi lưu thông vào các khu vực thả diều, chúng ta nên chạy cẩn thận và quan sát kỹ lưỡng, vì cái có nhiều khả năng dây diều nó sẽ vướng vào người chúng ta, do một số người thả diều xong thì bỏ lại con diều. Kính chúc quý khán giả có một ngày cuối tuần làm việc thật là nhiều niềm vui và có nhiều trải nghiệm mới. Tôi Lê Nhi FBNC đang cảm nhận thời tiết cho Tin Sáng 30 giây. Còn bây giờ xin mời trở lại trường quay. Xin được cảm ơn phần cảm nhận thời tiết của phóng viên Lê Nhi. Và chúng tôi mong là phần cuối của chương trình với những hình ảnh về đàn trâu, về cánh diều sẽ gợi cho chúng ta, được tạo cho chúng ta một cái cảm giác bình yên vào những ngày cuối tuần như thế này. Và thông tin đó cũng đã kết thúc bản tin sáng 30 giây ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trên Tin Sáng 30 giây vào sáng thứ hai tuần sau trên FBNC.